Vấn đáp chọn lọc, nâng cao nền văn hóa giáo dục của chúng ta. Vâng, thưa sư phụ, con là học sinh trung học lớp 12. Sau khi đọc sách sư phụ, con thấy nhà trường không dạy phương pháp giải thoát luân hồi sinh tử. Nếu vậy, chúng ta có nên phủ nhận giá trị của việc giáo dục tại trường? Sư phụ, không, không nên. Nếu trước kia tôi không đi học, ngày nay tôi đã không nói giỏi. Đi học cũng có ích. Vấn đề là hệ thống giáo dục của chúng ta không có những lớp nâng cao tâm linh. Họ dạy những lớp không ích lợi nhiều và không cho trẻ em sự giáo huấn về đạo đức. Tại nhiều quốc gia, nền giáo huấn nhấn mạnh vào chứng chỉ, văn bằng. Giới trẻ đi học chỉ để lấy bằng, cho nên chúng học dưới nhiều áp lực. Nhiều khi phải học suốt đêm, đi học cả ngày ở trường, không còn bao nhiêu thời giờ với cha mẹ. Sau khi tốt nghiệp, chúng dùng rất ít những gì học ở trường, cho nên trẻ em rất là tội nghiệp. Tuy nhiên, thế giới này là như vậy, tôi không thể thay đổi nó nhiều. Ở Ấn Độ, hệ thống giáo dục hay hơn. Sự giáo huấn của họ thiên nhiên hơn, tự do hơn. Nhà trường có thể quyết định phương pháp giáo dục trẻ em. Thí dụ như, những người theo giáo phái Quán Âm bên Ấn Độ giáo dục riêng con em của họ. Họ chọn những lớp có lợi cho trẻ em như toán học, khoa học, âm nhạc, đạo đức học, kinh điển xưa, kiến thức tâm linh, hiếu thảo, vâng lời và yêu thương cha mẹ, vân vân. Ngoài những lớp hữu ích này, họ còn dạy trẻ em ngồi thiền và ăn chay. Nhờ đó, tất cả con em đều tử tế, ngoan ngoãn. Lớn lên, chúng sẽ làm rất nhiều điều ích quốc lợi dân, sẽ là những con người đức hạnh trong xã hội. Rất tiếc là ít quốc gia theo tấm gương này. Thậm chí ở Ấn Độ, loại trường này không phải là chỗ nào cũng có. Đại học vô thường. Vâng, kính thưa sư phụ, Ngài có sẵn lòng mở một trường đại học để giáo dục những học sinh giỏi nhất, đạo đức nhất không? Sư phụ, tôi đã mở trường rồi. Pháp môn Quán Âm mà tôi đang dạy chính là nó. Đệ tử chúng ta là những học trò xuất sắc, đạo hạnh nhất. Họ không đánh bạc, hút thuốc, nói những điều không thật, không phạm những chuyện tà dâm, lấy những cái không phải của họ, hoặc không giết người, sát sinh. Tất cả những người này đều ăn chay, mỗi ngày ngồi thiền, tìm về trí huệ bên trong. Đây là những đức tính cao nhất. Đúng như vậy, pháp môn Quán Âm của chúng ta là đại học đường vô thượng. Giáo dục trẻ em. Vâng, thưa sư phụ, làm cách nào để giúp trẻ em học sinh trung học đệ nhất cấp và đệ nhị cấp hiền lành, hòa nhã hơn và hiểu lòng cha mẹ, không một sự nghi ngờ? Sư phụ, cũng còn tùy vào nghiệp chướng của cha mẹ và con cái. Trẻ em vốn đã có lòng tốt nhưng bị tiếp xúc với những ảnh hưởng ngoài xã hội. Ngày nay, môi trường sống trong xã hội không được tốt cho trẻ em bởi phim ảnh bạo lực, đồi trụy chỗ nào cũng có, làm ảnh hưởng tới con em của chúng ta. Hiện giờ, những lớp học về đạo đức không được bao gồm trong chương trình học nhà trường. Tương lai có thể sẽ đổi, có thể chính phủ sẽ cho thêm những lớp này vào hệ thống giáo dục. Cho trẻ đọc những chuyện cao thượng hoặc ngồi thiền mỗi ngày nửa tiếng. Như vậy trẻ em sẽ khá ra. Ấn Độ, họ đã có những lớp này trong hệ thống giáo dục. Bây giờ hình như một vài trường đại học Tây Phương cũng cộng thêm môn này. Học sinh của họ ngồi thiền ngày nửa tiếng. Họ khám phá ra rằng những sinh viên này trở nên thông minh hơn, tâm tính vững vàng hơn, có thái độ tốt hơn đối với thầy cô. Cho nên, nếu muốn cải biến trẻ em, chúng ta phải sửa chúng từ bên trong, chứ không phải bên ngoài. Tất cả mọi người trong xã hội nên hợp tác với nhau và mọi người nên chăm sóc tính nết của mình. Phụ huynh cũng có trách nhiệm trong đó. Không thể chỉ có bảo con cái thay đổi thôi mà chính họ cũng phải thay đổi nữa. Một vị thầy đã quá cố. Ngài cũng tu Pháp Quán Âm. Có một người con trai. Người con trai này kể cho thầy của ông vài mẩu chuyện trong đời. Ông nói rằng từ hồi ông còn rất nhỏ, khoảng 3-4 tuổi gì đó, ông thấy cha mẹ ông mỗi ngày dậy rất sớm ngồi thiền.
Mặc dù lúc đó chưa biết thiền, nhưng ông vẫn ngồi bên cạnh. Thành ra ông được học thiền ngay từ khi rất nhỏ. Mỗi ngày dậy rất sớm ngồi thiền với cha mẹ. Ông cũng thấy nhiều người đạo hạnh tới thăm cha mẹ và nhiều người tu hành đến thiền chung. Cha mẹ ông chăm sóc cho những người đến cộng tu một cách thương yêu. Mỗi tối hay mỗi Chủ nhật, cha mẹ ông đọc một ít kinh điển, một cái gì đó về đạo đức, vài mẩu chuyện hay cho cả nhà nghe. Có khi họ nghe băng trước khi thiền với nhau. Ông đã lớn khôn trong môi trường đó, thảo nào về sau ông trở nên một minh sư nổi tiếng bên Ấn Độ. Bây giờ vẫn còn nổi tiếng thế giới. Thành ra, đừng trách trẻ em, vì chính người lớn nhiều khi cũng lầm lỗi. Thí dụ như, quần áo chúng ta mặc không đàng hoàng lắm, tính nết chúng ta có thể là không đủ cao cả, đạo đức của chúng ta chưa đủ thâm sâu. Chúng ta giáo dục con em từ trong gia đình, không phải từ trường học, vì cha mẹ là thầy cô vĩ đại nhất, căn bản nhất và quan trọng nhất. Quý vị nghĩ sao? Mẹo vặt. Phương thuốc tại gia trị bệnh tiêu chảy. Sư phụ nhớ có một phương thuốc tại gia. Bánh mì nướng với tiêu đen và xì dầu đậm đặc có thể chữa bệnh tiêu chảy. Bỏ tiêu đen vào tùy theo khẩu vị. Tiêu bột trắng hay đen cũng được. Nấu chung với xì dầu cho đến khi nó đặc quánh lại như hồ, như mứt. Rồi trét nó lên bánh mì nướng hoặc chấm bánh mì nướng vào đó và ăn. Bệnh tiêu chảy sẽ ngưng ngay lập tức. Khi quý vị nướng bánh mì đến lúc đen hay trở thành màu nâu đậm, nó trở thành như than và hút được chất độc. Khi quý vị nấu xì dầu cho đến khi nó đặc quánh, nó trở thành như mứt để trét. Quý vị bỏ thêm bột tiêu đen vào đó và nó sẽ ấm bao tử, bởi vì khi tiêu chảy là bụng quý vị bị lạnh. Tiêu đen còn có tính khử trùng, cho nên sư phụ chỉ cần ăn bánh mì nướng với những thứ này và đổ thêm cháo loãng lên trên mặt thì bệnh tiêu chảy sẽ ngừng ngay. Hoặc quý vị có thể uống một ít trà gừng, tức là bột gừng trong nước. Tất cả những thứ này phối hợp lại chắc chắn chữa được chứng tiêu chảy ngay lập tức. Mẹo vặt chống kiến. Có hai cách rất hiệu quả để không cho kiến vào nhà, rẻ tiền và đơn giản mà không gây ô nhiễm môi sinh. Thứ nhất, đổ giấm vào những kẽ hở và những lối ra vào nhà. Kiến tiết ra một hóa chất có mùi tương tự như giấm, và một khi kiến ngửi được mùi giấm, chúng tưởng rằng những con kiến khác đã đóng đô ở đó rồi và sẽ không vào nhà. Cách thứ hai, rải ớt bột chung quanh những kẽ hở và lối ra vào nhà và để yên như vậy khoảng 2 tuần lễ. Sau đó quét đi, sẽ có hiệu quả trong một thời gian lâu. Chỉ cần làm vậy mỗi năm 1 hay 2 lần. Thuốc chống côn trùng thiên nhiên. Làm sao chúng ta đuổi bọ và côn trùng để giữ cho nhà cửa sạch sẽ và vệ sinh? Sư phụ giới thiệu phương cách thực dụng lại vừa tốt cho môi sinh như sau. Quý vị chỉ cần lau sạch nhà của quý vị với nước và giấm theo tỷ lệ 50-50. Nó sẽ sát trùng và tẩy uế tất cả, và làm tan đi những mùi hôi hấp dẫn côn trùng đến. Lau chùi sạch sẽ bất cứ thứ gì đã từng bị nhiễm uế luôn một lần, đem ra phơi nắng, lắc cho tất cả ra hết, rồi lau mỗi ngày hoặc thường xuyên với dung dịch 50 giấm và 50 nước. Nên dùng nhiều giấm hơn nếu quý vị chịu được mùi này. Và quý vị nên xịt viền cửa sổ và cửa ra vào bằng loại thuốc chống sâu bọ, thứ không có hại bên ngoài nhà. Như vậy, về sau côn trùng sẽ không đến nữa. Nếu không, chúng cứ tiếp tục đến mãi. Quý vị nên xịt mỗi tuần một lần hay lâu lâu một lần, và chúng sẽ không vào. Quý vị cũng phải tắm rửa sạch sẽ và giữ vệ sinh, như vậy chúng sẽ không còn chỗ sanh sản trong nhà quý vị. Giáo lý chọn lọc. Vị thầy vĩ đại nhất bên trong. Thật ra những gì tôi sẽ nói cho quý vị biết đây chỉ là một pháp môn tự dạy.
Vị Phật của quý vị sẽ tỉnh dậy giáo huấn quý vị. Thượng đế của quý vị sẽ đứng lên và dạy dỗ quý vị. Nhưng trước hết tôi phải cho quý vị biết cách đánh thức Thượng đế hay vị Phật đó bên trong quý vị, vị thầy vĩ đại nhất. Thiên quốc bên trong hay Phật trong tâm là vị thầy vĩ đại đó, không phải tôi. Tôi chỉ biết cách đánh thức Ngài dậy và giới thiệu quý vị tới Ngài, bảo Ngài tỉnh dậy và làm việc cho đúng. Công việc của tôi chỉ có vậy thôi. Thiền là một loại giáo huấn. Thiền là một loại giáo huấn, một loại học. Giống như đi đại học, quý vị hỏi ông giáo sư hay bà thầy điều gì đó, rồi quý vị phải ngồi yên lắng nghe lời giảng, trí huệ của người đó. Nếu một anh sinh viên chỉ đi tới trường hỏi thầy giáo cái gì đó, rồi đi ra ngoài ngay và làm chuyện khác, như vậy người đó có bao giờ được giỏi không? Cho nên dù thầy giáo đang đứng trước mặt, anh ta cũng không lãnh hội gì cả, bởi vì anh ta không cho ông thầy cơ hội nói. Thiền cũng như mọi khoa học khác trong đời sống. Chúng ta phải học, phải sẵn lòng thâu nhận trí huệ đem tới cho chúng ta. Cũng như các khoa học và môn học khác, chúng ta học bằng cách lắng nghe, bằng cách thực tập. Khi ngồi xuống yên lặng, nhiều tin tức, sự gia trì, tình thương và năng lực tràn vào con người của chúng ta. Sau khi thiền, chúng ta sẽ cảm thấy khác. Và thời gian càng lâu, thiền càng nhiều, chúng ta càng trở nên có trí huệ hơn, thanh tịnh hơn. Đó là cách cho thế giới trở nên thanh bình, yên ổn. Trường học siêu đẳng. Những người tu hành chỉ ở trong một trường học khác, cao hơn đại học thế gian. Sự học hỏi của những kiến thức trần gian chấm dứt ở bậc đại học. Nếu muốn biết về những cái vĩ đại hơn, huyền bí hơn trong vũ trụ, chúng ta phải đi con đường đạo. Quý vị cũng đang ở trong một trường học với tôi, một minh sư tâm linh. Nhưng nơi đây quý vị học những kiến thức khác cao hơn những cái chúng ta học trong trường đại học. Kiến thức trần gian không thể so sánh với sự hiểu biết tâm linh, bởi vì có nhiều cái huyền bí không thể giải thích được bằng phương thức trần gian. Dĩ nhiên là đại học cũng có một số lợi điểm. Họ dạy nhiều môn. Nhưng tất cả những gì được dạy trong nhóm, chúng ta đều được dạy bên trong. Không cần ngôn ngữ thế gian. Cho nên trường học của chúng ta là một trường siêu đẳng. Hãy giảng hòa với kẻ địch. Không cần biết chúng ta đúng hay sai trong cuộc chiến, nó luôn luôn gây khổ não cho cả hai phe. Chúng ta hiểu rằng, ngay cả kẻ thù của chúng ta cũng có linh hồn, tình cảm, trí thông minh, tình thương và sự thông cảm. Chỉ vì chúng ta không chịu ngồi xuống nói chuyện với nhau, chúng ta không chịu làm bạn. Vì không được làm bạn với kẻ thù, thành ra đôi khi chúng ta quên rằng họ cũng là người như mình. Cho nên, dễ giết những người mà chúng ta không nghĩ tới nhiều hoặc không quý mến. Thương kẻ thù là thương chính chúng ta. Nếu chính phủ, những nhà lãnh đạo trên thế giới hiểu sức mạnh của tình thương, họ sẽ không bao giờ gây chiến. Họ chỉ dùng tình thương để tiêu hủy kẻ thù rất lẹ. Chỉ cần thương kẻ thù là họ sẽ đầu hàng. Họ sẽ bỏ hết vũ khí tới quỳ dưới chân quý vị. Do đó Chúa Giêsu mới nói, hãy thương kẻ thù của các con. Thương kẻ thù là thương chính chúng ta. Thương kẻ thù tức là mang hòa bình đến cho mình. Lời pháp cam lồ. Trẻ em lớn lên, nếu có căn bản đạo đức tốt từ hồi nhỏ, thì cũng giống như cây có rễ tốt dưới đất. Khi lớn lên, nó sẽ không đổ dễ dàng. Nhưng nếu cây mọc rễ không tốt, thì nó chỉ lớn chút đỉnh, rồi bị đổ vì gió hay sức mạnh thiên nhiên. Master Thanh Hải vô thượng sư giảng tại Tăng Gia Ba vào ngày 3 tháng 3 năm 1992. Nguyên văn tiếng Anh. Bản tình Thanh Hải vô thượng sư số 126.